Hình ảnh người yêu tôi khi thấy ngày đèn đỏ. Sao tự nhiên ngực căng thế nhở? Em cảm thấy bực bội trong người quá à? Yêu ta gì em tới rồi anh ơi. Anh có yêu em không? Yêu. Yêu thì tới ngày giùm em đi. Nặn mụn của anh đi. Đi mẹ cho em nặn mụn đi. Anh chưa nặn mụn của anh rồi hả? Anh kể em nghe về người yêu cũ của anh đi, em hứa sẽ không giận anh đâu. Đến ngày mà anh là một người đàn ông tệ bạc, một người khốn nạn khốn kiếp trên cuộc đời này, giết tay đi. Còn có anh có bị sao không nhớ? Không có. Anh coi có bị sao không? Nó là không có hay không? Những ngày anh bây giờ cũng không muốn bị béo đâu. Trên người em đăng ký rồi anh ơi. Em lại lên game rồi, phải làm sao đây? Anh ơi, cho em ăn một miếng đi. Em tới tháng em không ăn được đâu. Không sao, anh chỉ ăn một miếng nhỏ hơn một chút xíu thôi. Em không ăn nhiều đâu. Ây, em đau bụng quá à. Tại anh đó, anh kia anh kia bên kia. Tôi đã phải kia bên kia để anh lại muốn đau bụng nè. Anh ơi, em tới rồi. Nãy giờ anh diễn hay lắm nhưng mà vẫn còn thiếu một cái. I created a monster. There's nobody wants to see Marshall. Mình biết gì.